chắn Công an Nhân dân Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục vững vàng từ thế trận lòng dân để chiến thắng trên mọi trận thế. Không ngừng tinh nhuệ, đổi mới cùng đất nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Xứng đáng với sự lựa chọn của Đảng, sự huấn thị của Bác Hồ và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Đó chính là Công an Nhân dân Việt Nam.